gì mà run đấy. À, anh cho xem nhá. Em cũng muốn xem. Em cũng muốn xem từ từ. Con một con đục phóng bẫy rồi, khiếp thật. Ôi trời, nhìn con góc cứ sợ. Con này thì đục không thấm được bẫy. Mày có quay vào cái máy không đấy? Có quay vào cái video. Đấy. Ui. Nhìn thấy chưa? Cảm chưa? Ôi xịt, cái con này to vãi. Còn cái con mà đục bẫy là nó chạy đâu mất rồi. Con này. May là con này to đấy, không thì phí bà cả ba con cóc. Ba con cóc nó có ăn được đâu. Thì đấy, nếu như là không ấy thì nó lại thịt luôn cả ba con cóc này, phí luôn cái béo tròn này. Cái con rắn kia đẹp nhỉ? Bóng bóng đẹp nhỉ? Ừ, ra chỗ này có thấy màu ấy. Nhưng mà đầu hơi bé. Đầu hơi bé, đầu thân hơi to. Chắc nó vừa mới ăn cái gì đó. Mày con giống rắn này thế. Con hổ trâu này. Ý rồi, cắn tao. Ngươi, ngươi ơi. Cái đâu ra được, có giàn quái được. Cẩn thận, nó chạy đi. Rồi, chú này phải sửa cái kia rồi, ăn hết rồi. Ừ, cái kia phải bỏ luôn. Gãy hoang, con này phải cân. Con mà con ừ, cho con này vào kia và cho riêng chú. Ừ. Cho riêng này. Bịt bịt vào đây này, đây này. Mày sợ nó cắn, tao không sợ nó cắn. Một con. Một trâu. Hai con vào thì ai giống cái con kia kia. Anh Minh mà có con rắn này. Nhanh lên ra đây mà xem. Con rắn hổ trâu. Con hổ trâu này, con hổ trâu này. Ủa hóa không ra được. Thân to đầu. Ê, anh xem được kia rồi, kha kha. Đừng có đứng đi về hết đằng sau. Đi hết về. Nó cắn vào tay đi giờ. Nó bỏ mất cái kia này toi luôn, mất đời ra. Mày đi thơm, không, tao nó mất đời ra mày. Không, con khác, con kia còn thủng lòng cơ. Đây này, cái con này chỉ như thế này. Ỉa cũng rất to đùng này, thủng lòng ăn hết cóc chạy luôn. Tao vào mức độ đấy. Có quay ngay thằng kia. Đây đây nè. À, một con đục thủng lòng này. Từ nhầm nhắn quay chuẩn. Quay chưa? Trời, quay vô rồi. Khổng hoang luôn. Kinh. Vừa đi lấy về đi hả? Ừ. Tòa nhi. Cầm con này ra cho xem. À. Thằng này chết á. Mày bỏ mấy chú mày được đấy. Cái rắn. Ui. Đó chưa? Con này hổ trâu hả? Cân. Ngon, con này có tiền. Bán 500. Cứ bán 500 đi, hàng 1 triệu cũng được. Con này 1 triệu, giờ lên. 1 triệu lên. Hai. Con này tay chú bán. Chiều rưỡi chú ơi. Ui giời. Con này bị thủng lòng này. Con này một con này phải tí đặt. Mấy cái bẫy to này. Cái bẫy to đặt. Con này thủng lòng. Nó đâu thủng. Sao em không làm cái lưới cho nó chắc chắc nó. Ai biết cái con này còn không thủng được mà sao con đấy nó đục thủng lưới. Con này nó cắn chết người. Không. Không, con này rắn ráo không chết. Con này rắn ráo trông. Ờ nhưng mà con này nằm mất đầy rai. Nhưng mà nó chỉ buốt thôi. Không, con này nó mất đầy rai. Ừ, nhưng mà nó chỉ buốt thôi, nó không như rắn kia. Nó siết này. Kinh chưa? Thì bởi cái này không mất mất mạng nhưng mất đầy rai. Thế hả? Con này chuyên cắn vào mắt. Thế nhưng mà cái này lần sau đi mua cái lưới cho nó chắc chắc vào. Tại vì... Quăng mà có vào cho nó chụp. Ha ha, quăng. Wow. Tanh như thế. Chụp gì? Cái đây là quay về. Quay đi. Quay rồi, quay xong rồi. Giời, nó quấn này. Quay thật chất phải tắt chụp. 4 phút rồi. 4 phút mặc kệ. 4 phút rưỡi. Đấy. Đáng nghĩa được 2 con. Bố tỏ vào. Con này nó to này. Này, một cái hoa mày nó đục ra như này. Em ra một phát em thấy cái bẫy nó làm nghiêng này mà thôi, sao mà. Thế bỏ là kia. Nó vào nó làm nghiêng bẫy. Nó to như này nó thúc lắm đấy, thúc. Không, hổ trâu mới khỏe đấy, con hổ ma không bao giờ ra được. Thế bỏ là nó to như này. Con này chỉ biết làm sao nó không ra không. Đáng nghĩa nó ra được nhưng mà
nó thấy cóc bên cạnh này, quay thằng này, nó thấy cóc bên cạnh lúc nào cũng đòi ăn nhưng nó không đòi ra. À, cái này nó có bị thúc đâu, đây là em bé hoang. Còn con này nó thúc này, con kia thúc đúng lòng. Không đâu, nó ăn hết rồi. Không có sao nó vào được. Bóc thì mặt anh xa và thè lưỡi đéo rút tại được. Đó. Ăn của bà lũ cứ ăn đi, cứ ăn đi. Nặng không? Ăn đi. Cầm cá tôm. Không, một hỏi hết một từ này thắp hương không phải bạch kim khỏi thắp hương. Cái mà kiếp thật. Cái bọn này nó là một cuộn người vào nó đẩy thì nó khỏe lắm. Nó cuốn tay khỏe ấy. Chim ra. Mất không phát cuốn người. Đảm bảo không mất mạng đâu, chỉ mất của đâu. Ôi, con con trong đây cơ mà. Đâu? Nó đừng có một rắn con hay mỗi mình nó. Một mình nó dài. Con đây đây. 2 mét. Chú cho trong đây xem nó có cắn không. Ừ. Cắn đi đâu? Cắn nhau á. Từ từ. Từ từ. Đây quay lốt luôn cả cái này cho vào vô. Cho vào đây luôn. Đấy. Không chết người ta bảo ra người ta đã bảo mấy con điền mà. Đấy nha. Mấy triệu rồi đấy. Đáng nghĩa hôm nay mà không sống con kia thì hai con này phải được 2 triệu rồi. Ôi dồi ôi, ngon rồi, ngon rồi. Có đồ ăn rồi. À, thấy ra dạ. Có đồ tiền, có tiền rồi. Tôi có lòng to để cho mấy con. Nó quấn này. Không, chân kia cơ, to đúng cơ. Mày cái con này không phải là chân đấy, không là chân thì tay không còn. Thằng Bi gỡ tay chúng ra. Cầm đuôi gỡ ra. Thằng Bi đâu, thằng này đâu không Bi đâu không sợ. Cầm từ cái đuôi nhỏ cái kia gỡ lần lượt. Khổ lắm. Mẹ nó tra tấn chú nãy giờ chúng mày không cứu. Tra tấn. Sợ nó cắn. Là massage cơ thể. À. Con chân là nó massage cơ thể. Đúng rồi, con mày quay quay chúng nó đó. Con này không ăn được đói. Mày đừng mày tự cắn mày à? Ngu thế nhỉ? Cứ bình tĩnh. Không, cái này nó chói chặt này thì nó đã quay lên về Facebook đấy. Khiếp thật. Đăng lên Facebook. Chưa, còn hai cái bẫy nữa đi xem. Nhìn hai cái bẫy ở nhà hoang cơ. Ôi, ở cái nhà hoang ở trên Nhân Nghĩa, cái nhà trước anh Hoan hay đi đánh anh cháu chuột ở đấy đầy sách rãnh. Ở chỗ cái nhà ở ngoài. Ê, nhưng mà cẩn thận là cóc cụ cái đấy gì cái đấy. Chỗ mà cái ô xét cái gì con hổ mang hổ mang trâu thì to thật sướng vãi đái đặt biển ở cửa nhà bán rắn mà vẫn tiếp cái con khủng ra nhân ca xem hôm nào thường lên đây đánh thử xem đấy đi đánh ở đây mất bẫy ngày chả mất cả mất cái răng không? Nó biết nó sao đúng ngày không ra được con rắn hổ mang không ra được chắc nó cắn nó ra được tôi chỉ ăn chứ nó ấy tí nó đi mua cái thứ nữa mấy cân làm sao được 2-3 cân 3 cân hết cái con mới bắt đấy 1.5 cân mấy con chưa có số 5 cân để cho ông quỳ bảo là con nào to bắt ông nữa con này con trâu thì đắt lắm bán hơn triệu đấy. Thế xong rồi gì chú? Nè, này chưa? À, chưa hả? Đây, ra xem con chạy thoát này. Rồi ta cũng sẽ bắt được này. Nó đâm thỏng ngon như này ra này. À, nhìn thấy chưa? Con này to ấy. Con này chắc phải to hơn con kia. To hơn nhau. Nó ỉa cục cứt to đùng lên. Quế. Ôi giời, nó cứt rồi. Quay cứt đi làm gì? Mất lịch sử trong Facebook. Nó bụt khổng nó ra sợ thật đấy. Không cái này bắt rồi con bắt rồi thì xem nó đục khổng. Ồ, cắt đi.